Đánh ghen ở Hồ Tây, người vợ lên tiếng khép lại lùm xùm, mong mọi người cho bạn kia và chồng sửa sai. Sau những ồn ào liên quan vụ đánh ghen ở Hồ Tây, người vợ đã có lời chia sẻ chính thức trên trang cá nhân, mong mọi người không bàn tán về chuyện vừa qua nữa. Vụ đánh ghen xảy ra ở Hồ Tây, Hà Nội vào tối mùng 6 tháng 10 vừa qua vẫn đang là câu chuyện được quan tâm khi cả hai liên tiếp đăng bài giải thích đính chính sự việc trên trang cá nhân. Một tài khoản Facebook được cho là của người chồng đăng bài đính chính rằng hai vợ chồng đã làm đơn ly hôn ra tòa. Chỉ ở chung trong tình hình dịch bệnh để tiện chăm sóc con cái, còn tình cảm với cô gái được cho là nhân tình chỉ xuất phát từ một chiều. Người vợ cũng ngay lập tức phản pháo tố chồng lăng nhăng nhưng bố mẹ chồng vẫn bên vực. Sau những ồn ào trên, chiều mùng 8 tháng 10, người vợ đã viết dòng tâm sự khá dài trên trang cá nhân. Theo đó, cô cho biết người thứ ba đã có lời xin lỗi, từ đó mong mọi người thôi bàn tán, theo dệt gì thêm về chuyện này nữa. Sau tất cả mọi chuyện em chỉ muốn nói vài điều, em đã đủ mệt rồi ạ. Em xin lỗi các con em vì không cho chúng một mái ấm, trọn vẹn tình thương, bố mẹ hai bên phải buồn lòng. Và mong mọi người đừng bàn tán qua lại chuyện này nữa và cũng không đăng những thông tin không đúng sự thật về gia đình em ạ. Chuyện anh chồng tự tử và bố chồng nọ kia là không đúng sự thật nhé mọi người. Bố mẹ chồng em cũng không liên quan gì đến chuyện này. Em và bố mẹ em rất bình thường ạ. Và cũng mong mọi người cho bạn kia và anh chồng em một cơ hội để sửa sai vì bạn kia đã xin lỗi em rồi ạ. Mọi người hãy để cho họ tự mình đứng trước bản án lương tâm đi ạ. Ở phần bình luận, nhiều người đã gửi lời an ủi, động viên tích cực đến người vợ sau nhiều biến cố. Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen ồn ào ở Hồ Tây đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Liên quan sự việc này, đại diện công an phường Nhật Tân cho biết, hai vợ chồng trong vụ việc đã làm đơn ly hôn, chuẩn bị ra tòa để giải quyết hôn nhân. Tuy nhiên, người vợ yêu cầu chồng không được có quan hệ với người khác khi chưa chính thức ly hôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!